Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trong năm học này, một niềm vui lớn đã đến với thầy và trò trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trong năm học này, một niềm vui lớn đã đến với thầy và trò trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng. Nhà trường sẽ kỷ niệm 15 năm thành lập trường và vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng. Đây thực sự là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận những cố gắng của tập thể sư phạm nhà trường trong 15 năm chăm lo sự nghiệp chồng người, để viết tiếp truyền thống của ngôi trường mang tên vị hoàng đế mở nền chính thống.